Việt Nam có 3 hoa hậu cùng tên Kỳ Duyên. Sau khi Võ Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu 2024, Việt Nam chính thức có 3 hoa hậu cùng tên Kỳ Duyên là Võ Cao Kỳ Duyên, Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Lương Kỳ Duyên. Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu 2024, Võ Cao Kỳ Duyên. Võ Cao Kỳ Duyên mới đăng quang ngôi vị cao nhất tại đêm chung kết Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu 2024. Bên cạnh đó, cô cũng giành quyền đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc Miss Supranational 2025, Hoa hậu siêu quốc gia. Ở vòng ứng xử, Kỳ Duyên là thí sinh duy nhất trong top 5 chọn trả lời song ngữ. Cô còn thắng giải phụ người đẹp biển và người đẹp xã hội. Trong cuộc thi, người đẹp cũng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, đóng góp tích cực cho cộng đồng. Đặc biệt, cô cùng các thí sinh Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu 2024 tham gia khắc phục hậu quả của bão Gia Di tại trường tiểu học Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Miss Universe Việt Nam 2024, Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Nguyễn Cao Kỳ Duyên trở thành chủ nhân Miss Universe Việt Nam 2024 sau 10 năm kể từ khi cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Chiến thắng của Kỳ Duyên nằm trong dự đoán của đông đảo khán giả. Trước chung kết, nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế xếp cô ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng. Kỳ Duyên trình diện áo tắm ở Miss Universe Việt Nam 2024. Trước khi tham gia Miss Universe Việt Nam 2024, Kỳ Duyên từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên cho nhiều cuộc thi như Thế Lúc 2017, Siêu Mẫu Việt Nam 2018, Hoa Hậu Thể Thao Việt Nam 2021, The Face Việt Nam 2022. Sau khi đăng quang, Kỳ Duyên bắt đầu nhiều hoạt động xã hội. Ngày 21 tháng 9, cô trở về quê hương Nam Định để hỗ trợ người dân bị thiệt hại trong cơn bão Gia Di cũng như đóng góp vào quỹ cứu trợ tỉnh Nam Định 200 triệu đồng. Ngày 22 tháng 9, cô đến Lào Cai trao tặng số tiền 105 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bát Sát. Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022, Lương Kỳ Duyên. Lương Kỳ Duyên được gọi tên cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022. Trước khi giành chiến thắng ở cuộc thi nhan sắc này, người đẹp quê Thái Bình từng là đại sứ Đại Dương Xanh 2019. Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022 từng là học sinh chuyên toán Đại học Sư phạm Hà Nội và là sinh viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô sinh ra trong gia đình hiếu học, bố mẹ xuất thân từ quân ngũ nên Kỳ Duyên luôn chú trọng việc học hành. Người đẹp còn là MC của nhiều chương trình trên truyền hình VTV Cup.